Nhiều thịt và nhiều tinh dầu các bác nhá. Hàng đục là hàng nhiều thịt và nhiều tinh dầu. Con này mã số 5. Mã số 5 các bác ạ. Mã số 5. Đấy. Mã số 5 này giao lưu anh chị em nhà mình với mức giá chỉ còn là 700.000 thôi nhá. Chỉ có 700.000 thôi anh chị em nhà mình có được ngay con hàng đục rồi. Con hàng đục chơi rồi. Đấy. Những con hàng đục như này thì không bao giờ nghĩ về chất lượng gỗ luôn. Bao thơm cho các bác nhà mình nhé. Bao thơm cho các bác nhà mình nhé. Con hàng đục này mã là 700.000 nhá. Có thể làm tiểu cảnh cho em cũng được. Làm đục tiểu cảnh cho em cũng được các bác nhà mình ạ. Đục tiểu cảnh các thứ đều được hết nhé. Được chưa? Đục tiểu cảnh các thứ đều được hết. Mã số 5. Ui, đây có một con phôi hắc ngọc am nữa này. Con này làm đế nên thì vip lắm. Con này làm đế nên siêu vip luôn nha. Được chưa? Con này làm đế nên siêu vip luôn. Con này làm khay trà xem à. Khay trà cũng được, con này làm khay trà cũng được nhưng mà phần dưới này hơi dày. Ui, phần dưới cả một tảng thịt dày luôn ấy. Không phải ấy đâu, ui dày lắm các bạn. Con này ở phần dưới dày lắm, xem được bao cân nào. Con này đúng là một cái di sản để lại của một cái cây cổ thụ luôn. Ui. Ui. 15 cân cơ. Dã man là một phôi hắc ngọc am đẫm dầu nhá. Một phôi hắc ngọc am đẫm dầu. Con này nhiều bác có thể là về đục chạm đều được hết. Con này này. Đây này xem nhá, xem cái tinh dầu của nó nhá. Con này tinh dầu của nó thì các bác nhà mình em nghĩ là các bác nhà mình sẽ rất bất ngờ đấy. Đấy các bác thấy chưa, đây này, đấy dầu nó đang ra, nó ra đang thấm ra đấy, đấy dầu nó đang thấm ra màu đỏ hơn rồi đấy các bác nhà mình thấy chưa. Phôi này để đục thì đáng đồng tiền các bác, phôi này để đục đáng đồng tiền luôn đấy. Con này 15 cân các bác nhà mình nha. Thơm lắm các bạn. Ui, đục ra thơm lắm. Con này này đục ra thơm dã man luôn đấy. Đục thêm ít nữa. Đục ra thơm cực kỳ luôn. Nó thơm mát luôn đấy các bạn.